Xin chào mọi người và đặc biệt là các em trai em gái tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Đây là video clip anh Ba Tử Vi chia sẻ với mọi người về cái vận hạn những tháng còn lại của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi các em. Thật sự mà nói thì anh khá có lỗi với những người sinh năm 1986 của năm nay. Lý do là từ đầu năm anh vẫn chưa có làm cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các em cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm. Có thể nói là mình hữu duyên, tại vì là nói thật là lòng mà anh nhận được rất là nhiều comment cũng như là liên lạc inbox của các bạn tuổi này để mà nhờ anh xem giùm cái tử vi của năm nay. Tuy nhiên là không có duyên lắm cho nên là anh không làm được, cứ gặp chuyện này gặp chuyện kia rồi anh bận cái này bận cái kia mà anh không có thực hiện được. Thì hôm nay trong cái loạt video mà làm về 6 tháng cuối năm thì thôi anh cố gắng sẽ không để thất hứa với những người em sinh năm 1986 nữa. Anh sẽ chú tâm và làm, và do là cái tuổi của các em anh chưa làm cái tử vi của cả năm cho nên là anh sẽ nói sơ lại cái phần tử vi của năm nó sẽ như thế nào đối với tụi các em, sau đó vận hành vào những tháng còn lại, ví dụ tháng 6, tháng 7 cho đến tháng 12. Thì các em đã biết thì năm nay là năm Bình Địa Mộc. Đối với cái người mà sinh năm 1986 như các em á là lô trung hỏa, mà lô trung hỏa thì gặp Bình Địa Mộc là được tương sinh, tốt đẹp cho mặt sức khỏe và cái bổ mạng của mình không có quá nhiều cái nguy nan. Tuy nhiên á, là nam mạng thì sao kế đô, một trong những cái sao đem lại rối rắm nạn tài. Còn nữ mạng thì sao thái dương, đem lại may mắn danh lộc tốt. Sao thái dương là một phúc tinh, tuy nhiên phúc tinh này hành hỏa nó cực mạnh, nó sẽ tốt cho những người mệnh hỏa và mệnh thổ thôi, chứ còn mà những người mệnh mộc mệnh thủy đâu này kia thì gặp sao thái dương cũng không tốt đẹp đâu ha. Cho nên ok, vận niên là dương hồi ngạn, là dễ về suối, một cái vận niên tốt. Thiên can bính kỷ là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Dần hợi, dần thân tỵ hợi, dần hợi người ta nói là nằm trong tứ hành xung, nhưng thực chất ra cái nhóm tứ hành xung này dần với hợi là lục hợp chứ không phải là xung khắc gì cả. Cho nên là nó có thể nói là địa chi là tốt đẹp ha, cho nên là gia đạo sẽ có một năm thành công tốt đẹp, có thể là thêm thêm cha thêm con, hoặc là có cái cuộc sống gia đình hạnh phúc nếu có gặp khó khăn. Rồi như vậy thì rõ ràng với nam mạng người ta nói giếng sao kế đô không xô cũng ngã của cả năm, nữ mạng thì sao thái dương thì rõ ràng là vận hạn của người Bính Dần ở trong cái năm Kỷ Hợi 2019 nữ sẽ tốt hơn nam. Rồi bây giờ sẽ coi là vận vào từng tháng thì nó tốt như thế nào và nó xấu ra sao. Đầu tiên hết á, thì mình phải kể đến là hôm nay là những ngày cuối của tháng 5 rồi, tới là tháng 6. Tháng 6 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 tức là tháng Tân Mùi. Mà tháng Tân Mùi là một tháng thổ. Như vậy xét về trụ mệnh là hỏa của các em sinh thổ, bổn mạng bị sinh xuất, cho nên cẩn thận về phần sức khỏe và bổn mạng một tí. Tuy nhiên là nên nhớ là mình được cả năm tương sinh, cho nên nó là bị sinh xuất tháng nhỏ này á, thì nó cũng không, bổn mạng của mình có thể bị suy yếu nhưng mà không đến nỗi nguy nan. Thiên can á, chữ bính với chữ tân á, là thuộc ngũ hợp cho nên là công việc tài lộc sẽ ok, không có vấn đề gì ha. Địa chi dần với mùi tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, cho nên vậy như vậy là tháng 6 là tốt đẹp về việc làm ăn, dễ sinh tài lộc đối với những người nữ mạng, còn nam mạng thì không có gặp nhiều chuyện xui xẻo. Tuy nhiên là bị sinh xuất bổn mạng thì nhớ cẩn thận về phần sức khỏe của mình một tí xíu. Rồi tiếp đến đó là tháng 7 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng 7 âm lịch tức là tháng cô hồn đó, theo thuyết Phật giáo hiện tại là đang rất thịnh vượng ở Việt Nam. Thì tháng nhâm thân thì là thuộc kim, như vậy mệnh là mệnh hỏa của các em khắc kim, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng, cẩn thận cái việc sức khỏe của mình. Nên nhớ rằng
như đã nói tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, tháng xá tội vong nhân, cho nên là theo thuyết Phật giáo là một tháng âm thịnh dương suy, sẽ có nhiều điều không tốt đẹp, cho nên là cẩn thận. Rồi thiên can chữ nhâm nó khắc chữ bính, tháng khắc thiên can công việc khó khăn dễ sinh vào bế tắc, đặc biệt là dễ đáo tụng đình, cho nên là các em, đặc biệt là các em nam với cái sao kế đô, đừng làm chuyện xấu trong tháng này nha, sẽ có hậu quả khó lường nha. Rồi địa chi thân dần, dần thân là lục xung. Lục xung là mô tả đối chọi, mô tả cái sự đối chọi chống đối nhau, cho nên gia đạo nhiều rối rắm. Ôi giời, như vậy là tháng 7 âm lịch, tháng nhâm thân, tức là tháng cô hồn, đối với người bính dần là một tháng cực kỳ xấu. Thiên can tương khắc ha, địa chi lục xung, bản mệnh thì là khắc tháng, cho nên là từ sức khỏe cho đến công việc cho đến gia đạo đều có những cái biến động rất không tốt. Cho nên là các em bính dần, đặc biệt là các em nam với cái sao kế đô là sao chủ, thì anh sẽ cẩn thận nhất là tháng 7 âm lịch này. Các em nữ có sao thái chủ thái dương đi nữa thì với những cái tử vi nó xung chiếu như vậy thì cũng phải cực kỳ cẩn thận, nhất là phần đối với các em nữ, nhất là phần gia đạo của mình. Rồi tiếp đến đó là tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng 8 âm lịch là tháng Quý Dậu, tháng Quý Dậu vẫn là một tháng kim, như vậy mệnh vẫn là hỏa khắc kim, bản mệnh khắc tháng, bụng mạng sức khỏe cần cẩn trọng. Thiên can chữ quý của Quý Dậu khắc chữ bính, chữ quý bính khắc chữ bính, cho nên là không có tốt đẹp về công việc, về mọi thứ. Địa chi thì Dậu dần, tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau, như vậy là với cái tháng 8 cũng chưa có những cái điều tốt đẹp đối với cái người mà của các em đặc biệt thì sao vẫn hỏa cũng tương khắc thiên can, thì là tháng nó khắc cái thiên can quý với bính thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tương khắc là quý là thủy, bính là hỏa, tương khắc về đạo âm ngũ hành, cho nên cũng sẽ không tốt đẹp. Chứ không phải là thiên can là sorry mọi người, nãy là anh nói quý khắc bính là sai, nhâm khắc bính thôi chứ còn quý không có khắc bính nha. Rồi sorry mọi người. Rồi tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Giáp Tuất. Tháng Giáp Tuất thì thuộc hỏa, như vậy hỏa sẽ đồng hàng bổn mệnh của mình, hỏa đồng hàng bổn mạng sức khỏe tốt, phúc tinh tài tinh, vì thế được hưởng lợi. Thiên can chữ giáp và chữ bính là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Giáp thì thuộc mộc, bính thì thuộc hỏa, cho nên thuộc dòng tương sinh, mộc sinh hỏa, cho nên tài lộc dễ sinh, tốt đẹp. Địa chi Tuất gặp dần là thuộc nhóm tam hợp dần ngọ Tuất, là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc và các mối quan hệ. Như vậy là tháng 9 và tháng 7 không tốt, tháng 8 cũng có bị sinh xuất về thiên can công việc không ok, nhưng mà qua tháng 9 có khá nhiều cái tín hiệu tích cực với hỏa đồng hàng, thiên can giáp bính thì là nạp âm ngũ hành là tương sinh, tháng địa chi là tam hợp, như vậy là dễ sinh tài lộc, công việc trong gia đạo của mọi thứ tốt đẹp. Tiếp đến đó là tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tháng 10 thì là tháng Ất Hợi, một tháng hỏa nữa, như vậy về trụ mệnh là hỏa đồng hàng cũng giống tháng 9, sức khỏe bổn mạng tốt, phúc tinh và tài tinh, vì thế phát huy được nhiều tác dụng đối với cái tử vi của mình. Rồi Ất bính thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm ngũ hành của Ất cũng tiếp tục là mộc, bính là hỏa, cho nên thuộc dòng tương sinh, mộc sinh hỏa, như vậy nạp âm ngũ hành tương sinh thì tài lộc dễ sinh nhưng không quá lớn. Địa chi Hợi dần cũng giống như là Hợi dần của cả năm, nó đây là thuộc nhóm lục hợp, tốt cho gia đạo lẫn công việc. Rõ ràng là tháng 9 và tháng 10 khá giống nhau, một địa chi tháng 9 là tam hợp, địa chi của tháng 10 là lục hợp, thiên can thì nạp âm ngũ hành đều tương sinh,
mệnh đều được khóa được đồng hành, cho nên là tháng 8, tháng 9, tháng 10 là hai tháng tốt đẹp, có thể sinh tài lộc đối với người Bính Dần. Nhất là nữ mạng, còn nam mạng thì chỉ đỡ đần bớt sự xui xẻo thôi, do cái sao kế đô của năm. Người ta nói kế đô không xô cũng ngã, tuy nhiên là do năm nay là năm Mộc Minh, các em là hỏa, cho nên là bổn mạng thật sự bị suy yếu, chứ còn nguy nan mất mạng thì chưa. Cho nên là vẫn yên tâm ở chỗ đó, nhưng mà nó sẽ rầy rà rối rắm ở những chuyện khác, ở trong công việc, ở mọi thứ. Rồi tiếp đến đó là tháng 11 âm lịch của năm Kỷ 2019. Tháng 11 là một tháng thủy. Như vậy bản mệnh về mệnh là thủy khắc hỏa, bản mệnh bị tháng khắc, bổn mạng không tốt, cẩn thận sức khỏe. Mà khi bản mệnh bị tháng khắc thì phúc tinh và tài tinh vì thế không hưởng lợi, bị mờ đi, và phá và bại tinh sẽ hoàn thành. Cho nên cẩn thận nhất là những em kế đô với cái bản mệnh bị tháng khắc như thế này. Thiên can chữ Bính đồng hàng, nhiều sẽ báo hiệu là nhiều may mắn trong công việc, tốt đẹp, không có chuyện chống phá ha, ngon lành. Địa chi Tý Dần thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau, cho nên gia đạo tiếp tục là tốt đẹp, không có vấn đề gì đối với các em. Rồi tiếp đến đó là tháng 12, tháng chạp của năm Kỷ 2019, tức là tháng Đinh Sửu, tiếp tục là một tháng thủy, cho nên mệnh là thủy khắc hỏa, bản mệnh bị tháng khắc, bổn mạng gặp không tốt, cẩn thận về sức khỏe. Đặc biệt phúc tinh và tài tinh cũng giống như tháng 11 sẽ bị khống chế, và phá và bại tinh sẽ hoàn thành, nhớ cẩn thận nhiều điều nha. Tiếp tục là các em Bính Dần nam mạng. Thiên can Bính Đinh thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên công việc cũng giống như là tháng Bính Tý, có thể có tốt đẹp, không có việc gì xảy ra không quá lớn ha. Địa chi Sửu Dần thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau. Như vậy thì địa chi cũng vẫn là tiếp tục tốt đẹp, là gia đạo không có vấn đề ha. Như vậy rõ ràng là với hai cái tháng kim là mình ở trong 6 tháng cuối năm, hỏa của các em khắc hai cái tháng kim là tháng 7, tháng 8 ha. Chờ rồi là hai cái tháng bị tháng khắc, đó là hai tháng thủy là tháng 11 và tháng 12. 6 tháng thì hết 4 tháng có vấn đề về phần sức khỏe. Cho nên là các em nam sao kế đô nhớ cẩn thận một tí xíu, chứ không là sẽ gặp nạn hoặc là bệnh một cách mình không biết là lý do sao bệnh mình nặng như vậy ha. Còn các em nữ thì phải sao Thái Dương chiếu mạng thì đỡ đần hơn. Còn công việc thì như anh đã tổng hợp nãy giờ, thì tháng 7 là cái tháng phải cần nhiều cái cẩn thận, cả nam lẫn nữ. Đặc biệt thì nam sẽ nặng hơn, vì anh đã nói là năm nay là về vận hạn, về tử vi của cả năm thì nam xấu hơn nữ, cho nên là phải cần để ý. Còn lại thì mọi điều anh đã trình bày ở trên nó cũng không quá khó khăn, không quá gọi là nhiều cái hạn đối với tuổi của các em trong vận hạn 6 tháng cuối năm. Hy vọng rằng những thông tin anh với vừa tổng hợp và chia sẻ đến mọi người sẽ giúp ích mọi người thêm một cái hành trang để mà ứng dụng nó vượt qua cái năm gọi là có khó khăn đối với người Bính Dần nam mạng, và thuận lợi đối với những người Bính Dần nữ mạng. Các em xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Bính Dần biết mà ứng dụng vào những tháng còn lại của năm Kỷ Hợi 2019. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mình hoặc người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!